hello xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi cho các bạn xem cái sự tự do ngôn luận của một số khán giả là cái người fan hâm mộ của trung Quốc quy này các bạn à, mình cho họ tự do ngôn luận nhưng mà họ dùng cái tự do ngôn luận đó để họ tấn công tôi các bạn mặc dầu họ đóng vai là người tử tế họ bảo rằng làm quy nó nói như vậy để giúp cho Việt Nam, giúp cho người dân Việt Nam, giúp cho con cháu chúng ta Nhưng mà cái điều mà nó giúp thì không biết khi nào nó xảy ra Nhưng tôi thấy là một số người đã tấn công vào cái kênh tôi các bạn Có một số người à, đã có cái khuôn mặt rồi các bạn Đó là khán giả Dân Nguyễn nè à, Khán giả Dân Nguyễn là rất nhiều lần vào kênh của tôi à, Rồi thêm ai nữa Tôi đọc tên từng người nha, lâu lâu tôi mới bia từng người nha đây. À, đây là khán giả nào áo dài xuyên thấu áo dài xuyên thấu mà vô nói chuyện đạo đức các bạn trời tôi sợ luôn các bạn họ không ra gì mà họ còn nói người ta các bạn và đây là nít giả thôi các bạn cái nít mà được mướn để khủng bố người khác là vàm cỏ tay à, rồi rồi ai nữa tôi sẽ lâu lâu tôi sẽ bi cho các bạn xem đây qua úp và úp hoài này các bạn qua úp úp hoài đó đó những cái nít này là thường xuyên vào có những lời lẽ bình luận rất là kiếm nhã và tục tiểu các bạn mình, chúng ta tự do ngôn luận thì chúng ta dùng lời hay ý đẹp Để mà chúng ta nói lên ý kiến của mình Cớ sao mà chúng ta lại chửi những từ tục tiểu trên mạng như vậy Đó Trần Anh Anh Trần gì đó các bạn Đó các bạn chú ý giùm tôi những cái đích này nha Ok Từ từ tôi sẽ mỗi một lần bình luận như vậy Thì tôi sẽ để ý và lưu ý các bạn Ok